Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên ban tầng 57 5 và xin kính chúc quý vị có một ngày mới có một tuần mới an lành. Thưa quý vị, tin tức đầu tiên và chắc chắn là người Việt của chúng ta ở Mỹ hay là ở khắp mọi nơi trên thế giới và cả Việt Nam nữa rất là nô nức. Đó là sự kiện nam diễn viên Quang Kế Huy là một tài tử gốc Việt đã đoạt giải nam diễn viên phụ hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 ở Los Angeles vừa mới diễn ra ngày hôm qua, ngày hôm Chủ nhật. Và cái chi tiết mà là người Mỹ gốc Việt mà đạt được cái giải này đó là cái chi tiết mà làm nức lòng Uh, khán giả Việt Nam mà Hoàng Vi thấy là tràn ngập trên các phương tiện truyền thông coi như là từ thanh niên tuổi trẻ coi như là rất là phấn khởi với cái thông tin này. Thì Quang Kế Huy là diễn viên 51 tuổi và sẽ là đã trở thành người gốc Việt đầu tiên được trao giải Oscar nhờ một cái vai diễn có tên là Quay Minh Quang trong phim Everything Everywhere All at Once. Và khi mà lên phát biểu nhận giải thưa quý vị thì uh, nam tài tử Quang Kế Huy đã gửi lời nhắn tới mẹ ông nói là mẹ đang ở nhà coi buổi lễ đó mẹ ơi con đoạt giải oscar này nè ông nói như vậy và ông kể lại là cái hành trình của cái chuyện mà từ cái ngày mà còn còn trẻ đó chưa có thành danh đó cho đến bây giờ được đứng ở đây mà cầm được cái giải oscar này đó là phải nói là cái hành trình bắt đầu từ cái chuyến đi mà tôi trên thuyền tôi đến cái trại tị nạn một năm và không hiểu sao cuối cùng tôi được đứng trên sân khấu lớn nhất của Hollywood và người ta nói là những chuyện này chỉ có thể có ở trong phim. Tôi không thể tin chuyện này đang xảy ra với tôi theo lời quan cái huy đây đúng là giấc mơ mỹ thì ông quan cái huy này đó thưa quý vị thì sinh ở sài gòn năm 1971 sau đó cùng gia đình vượt biên vào năm 1978 rồi được nhập cư hoa kỳ năm 1979 rồi ông kết lại cái bài phát biểu của mình bằng một cái câu nói mà chắc chắn là nó inspire nó nó truyền cảm hứng vô cho rất nhiều thế hệ và cả không phải chỉ người gốc việt đâu và cả những người gốc á hay bất kỳ một chủng tộc nào trên thế giới này. Thì quý vị đó là cái giấc mơ. Ông nói là phải tin tưởng vào giấc mơ. Tôi suýt từ bỏ giấc mơ của tôi. Xin nhắc tất cả quý vị là cứ nuôi dưỡng giấc mơ và ông nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện là giấc mơ Mỹ bởi vì vợ ông thường nói có một cái lòng tin là rồi sẽ có ngày ông thành công thì đúng là thành công thật. Thì nhân cái câu chuyện này đó thưa quý vị làm cho chúng ta vẫn thường hay nói với nhau và cũng chính vì cái điều này mà làm cho bao nhiêu bao nhiêu người ở Việt Nam đó đã rời quê hương và đến với Mỹ với hình với một cái suy nghĩ là có được một cái giấc mơ Mỹ để có thể thay đổi cuộc đời, để có thể một cái tương lai nó 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 sáng nó rạng rỡ hơn và đặc biệt có nhiều thế hệ của những người mà đời F1, F2 đó, thưa quý vị, người ta đã hy sinh cuộc đời để mà cho con cháu mình có thể có được cuộc sống ở Mỹ hay là ở những cái nước phát triển khác để mà có được một cái giấc mơ Mỹ như ngày hôm nay. Đó là lời của ông quan kế Huy nói. Và chắc chắn đây là một tin tức phải nói là rất là phải rất là phấn khởi và rất là truyền cảm hứng cho bao nhiêu người thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là ở Mỹ đây. Nhưng mà cái câu chuyện này là một cái câu chuyện vui. Đúng rồi, Hoàng Vi cảm thấy rất là vui. Nhưng mà làm cho Hoàng Vi nhớ lại một cái câu chuyện mà hơi thắc mắc tí xíu và muốn thưa quý vị uh, để xem là quý vị có cái suy nghĩ như thế nào. Ông Quang Kế Huy này, diễn viên tài tử gốc Việt, là một người gốc Việt đã đạt giải Oscar năm nay. Đó là một chi tiết lớn, và gần như là truyền thông, báo chí đi đâu cũng nói đó, cái chưa tài tử gốc Việt đạt giải của chúng ta, đạt giải Oscar. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị nhớ lại cái câu chuyện mà xả súng vào đêm giao thừa. Xả súng vào đêm giao thừa ở Monterey Park, ở Los Angeles, ở cái vùng California của chúng tôi đây, vào cái đêm giao thừa vừa rồi đây, nó mới toanh thôi. Thì cái nghi can mà xả súng vào cái đêm giao thừa, chắc quý vị còn nhớ, đó là ông Trần Hữu Cần. Trần Hữu Cần, họ Trần. Và theo cái hồ sơ mà nhập quốc tịch của ông Trần Hữu Cần này đó, nộp vào ngày 13 tháng 6 năm 1990 thì hồ sơ ghi là ông là cư dân thành phố San Gabriel, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1950 tại Việt Nam, tại Việt Nam nhưng mà khi hoàng vi nhớ rất rõ là khi chúng tôi đưa cái thông tin này thưa quý vị gần như cái sự kiện đó là một sự kiện rúng động cộng đồng người việt ở đây là bởi vì ngay cái tết nguyên đáng ngay đêm giao thừa mà ông này là một người gốc việt cầm súng và đi xả vào cùng cái câu lạc bộ khiêu vũ và gây ra 11 cái chết của những cái người vô tội như vậy. Truyền thông dòng chính cũng như là rất là súng động và đưa tin thuyền thường xuyên và phải chạy đua với nhau để xem để đưa những cái thông tin là vậy thì nghi can là ai và gốc gác như thế nào. Thì khi chúng tôi đưa là ông Trần Hữu Cần này rõ ràng là trong hồ sơ nhập tịch của ông ông là sanh ở Việt Nam. Nhưng mà rất là nhiều khán giả và trong đó nha, Hoàng Vi để ý thấy truyền thông của Việt Nam cũng vậy hoàn toàn không nhắc đến cái chi tiết là ông này sanh ở việt nam nhiều người còn vô mà còn phản biện lại gửi thư về và phản biện lại với chương trình hay là những cái ý kiến mà cho rằng ông này là sanh ở việt nam đó. nói ông đó không phải người việt nam ông đó là phải nói là người mỹ gốc hoa mới đúng chứ không phải là việt nam và hoàng vi nhớ là đã thưa quý vị đó là dù là ví dụ như là người việt ở ở trên người 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 gốc hoa mà ở việt mà sanh ra ở việt nam đó thưa quý vị thì đó cũng là mang quốc tịch việt nam Ví dụ như cha mẹ có là người Hoa mà sang Việt Nam sinh sống và đẻ ra cái người đó ở ở Việt Nam thì người đó phải là người Việt Nam. Nhưng mà nhiều ý kiến lúc đó đó một cái làn sóng mà trỗi dậy nói không thể gọi cái ông mà xả súng vào đêm giao thừa ở Montreal Park Trần Hữu Cần đó là người Việt Nam được. Đó là người Mỹ gốc uh, gốc Hoa. Thậm chí có người còn nói không, đó là người Mỹ gốc Cộng sản chứ không phải là người Mỹ gốc Việt. Thì nhân cái sự kiện ngày hôm nay làm cho Hoàng Phi nhớ lại cái sự kiện mới xảy ra vài tháng trước thì để thấy một cái điều rằng là quý vị không biết là quý vị có đồng ý với Hoàng Vi không những cái gì thành tích của chúng ta đạt được á, thì chúng ta dĩ nhiên là phải vui và phải tự hào và đó là truyền cảm hứng cho những cái thế hệ sau cố gắng yes nhưng mà quý vị có đồng ý rằng á, người Việt của chúng ta có một cái thường một số người có một cái 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 não trạng á, là cái gì tốt á, thì sẽ nhận vô đó là của mình còn cái gì mà không tốt á, thì cái đó không phải của mình Như cái câu chuyện Hoàng Vi vừa thừa Ông diễn viên người Mỹ gốc Việt đạt Oscar Yeah! Ông đã ấy sanh ở Việt Nam Ông ấy là người Việt Nam gốc Việt đó Nhưng mà nếu như cái nghi can xả súng cũng sanh ở Việt Nam Sanh năm 1000... À, 1950 tại Việt Nam thì no, ông ấy là người Mỹ gốc Hoa. Quý vị nhớ cả cái câu chuyện mà cũng có một lần Hoàng Vi thưa và sau đó cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều quý vị gửi về mà chưa có kịp phản phản ứng phản ánh lại với quý vị, phản hồi lại với quý vị. Đó là cái câu chuyện mà cũng vào cái Tết Nguyên đáng vừa rồi, những cái cô thiếu nữ phục vụ ở những cái quán cà phê đó thưa quý vị mà mặc áo dài mà không có mặc quần đó, mà chỉ có mặc vớ ở trong thôi đó với da ở trong thôi đó thì nó đã tạo thành một cái làn sóng tranh cãi. Cả hai phía chỉ trích lẫn nhau. Những người Việt ở bên này á, mà lâu năm họ nói là đây là cái văn hóa của bên phía cộng sản, bên phía Việt Nam nó du nhập vô đây nè. Rồi bên kia thì chỉ trích ngược lại. Tức là từ một chuyện cái chiếc áo dài theo cái kiểu ăn mặc và nó thực sự nó chỉ phản ánh một cái tầng lớp nào đó thôi. Nó không có phản ánh từng lớp của tất cả những cái người Việt Nam mà đang ở Việt Nam đâu hay là những người Việt Nam mà mới qua hay là những người Việt Nam mà đã ở đây từ năm 1975 đâu. Nhưng mà nó đã nâng lên thành cái cuộc chiến vùng miền thưa quý vị rồi cuộc chiến của ý thức hệ, cuộc chiến của chính trị nâng quan điểm lên rất là nhiều đã có khán giả hỏi Hoàng Vi rằng Hoàng Vi ủng hộ cho cái cách ăn mặc đó hay sao? Hoàng Vi không ủng hộ cái cách ăn mặc như vậy. Nhưng ý Hoàng Vi nói rằng á, là khi chúng ta nhìn nhận một vấn đề á, thì nó chỉ dừng lại đó là một vấn đề như vậy thôi. Đó là có một cái kiểu trending của một cái bộ phận những cái người trẻ hiện nay và cũng chỉ là một nhóm thôi thưa, thưa quý vị. Tùy theo cái taste, cái gu và cái suy nghĩ của họ và các cái nghề nghiệp của họ nữa họ ăn mặc như vậy không thể nào nâng lên thành một quan điểm và quy kết luôn nói rằng cái đó là cái văn hóa của cộng sản đem vô hay là cái đó là của cái kiểu ăn chơi bạc mạng hay là cái kiểu mà mất gốc của cái người Việt mà đi rời khỏi Việt Nam lâu lắm rồi và gia nhập vô cái hay của thế giới thì không không học mà đi học những cái hở hang lòe loẹt của thế giới ví dụ như vậy hai cái quan điểm đá nhau nhưng mà nâng lên thành vùng cuộc chiến vùng miền thì đoàn viên nghĩ rằng nó không nên nó chỉ dừng lại ở cái vấn đề đó thôi một vài câu chuyện để thưa quý vị để làm mở đầu cái buổi chương trình ngày hôm nay thì đó cũng là một số cái vấn đề mà nó vẫn tồn tại trong cái nếp nghĩ của người Việt mình thì không biết quý vị nghĩ như thế nào xin quý vị cho hoàng vi biết ý kiến của quý vị và cũng nhân trong cái sự kiện oscar này đó thưa quý vị thì có một cái giải được trao cho cái bộ phim tài liệu xuất sắc nhất của oscar mà nó có liên quan đến vấn đề chính trị cái này là chính trị nè rất là lớn và ngay lập tức ngày tối ngày hôm qua ở los angeles vừa mới sướng tên cái bộ phim mà viết về cái nhân vật đối lập với ông tổng thống Nga Vladimir Putin á, là ông Navalny á, thưa quý vị và ông này hiện nay sau khi mà ông bị bên phía Nga đầu độc coi như là cũng hai ba trận rồi te tua luôn đó rồi bây giờ ông đã bị bắt rồi và đang chịu ở cái tòa án phải nói là nghiêm ngặt nhất của Nga và thủ cái án tù là 9 năm thì bây giờ có một cái bộ phim tài liệu nói về ông Navalny này một cái tiếng nói đối lập với lại ông Putin thì ngay lập tức phía Nga không vui vào đầu ngày hôm nay ngày thứ hai thì phát ngôn viên của điện kremlin là Mistry Pes uh, yeah, Peskov có nói một cái ý rằng tôi chưa coi phim này tôi không biết là trong phim này có gì hết á nhưng mà tôi biết chắc là nếu mà làm phim á, về cái nhân vật naveni này á thì cái đội ngũ mà làm phim á sẽ mang đầy cái màu sắc chính trị và sẽ thêm thắt và sẽ đặt điều và nó sẽ không có mang đúng cái yếu tố lịch sử của nó đó là một cái câu chuyện liên quan phim ảnh nhưng mà nó phản ánh cái vấn đề về chính trị và cái phim về cái nhân vật Alexei Navalny này một lần nữa đã đạt giải là phim tài liệu xuất sắc nhất của Oscar năm nay. Rồi, bây giờ chuyển đến tin tức ở Việt Nam thì quý vị có một cái thông tin liên quan về cái thị tình hình tài chính, tình hình ngân hàng. Cách đây không lâu, hình như là vào tuần trước, Hoàng Vi có thưa quý vị về câu chuyện là đã có một nạn nhân đầu tiên đã nộp đơn kiện ra tòa án nhân dân ở quận nhất đó, kiện ai, kiện ngân hàng SCB, vì đã lừa phỉnh, đã dụ ngon ngọt cái người này khi mà họ tới ngân hàng SCB là để họ gửi tiền tiết kiệm hoặc là mua chứng chỉ tiết kiệm như là cái thói quen lâu nay cái mối quan hệ giữa những cái khách hàng lâu năm của SCB với ngân hàng có cả cái sự tin tưởng trong đó nữa thưa quý vị thì cái lần này họ đến thì họ bị dụ là mua trái phiếu của An Đông câu chuyện này chúng tôi đã thưa chính vì lẽ đó và ngay cả hoàng vi tin rằng cái giới cầm quyền ở Việt Nam uh, lãnh đạo về cái uh, nhóm ngân hàng đó họ hiểu hơn ai hết cái cái thực tế này. Họ biết rằng cái đơn kiện mà nộp lên vào ngày đầu tháng 3 đây Hoàng vi vừa thưa đó không phải là đơn kiện riêng lẻ và duy nhất, đó không phải là trường hợp duy nhất mà sẽ có hàng loạt những trường hợp như thế này xảy ra. Có lẽ vì điều đó mà ngay ngày uh, uh, cuối tuần vừa qua đó thưa quý vị, có một cái thông tin là 11 ngân hàng tại Việt Nam đã bị ngân hàng nhà nước thanh tra đột xuất liên quan đến cái trái phiếu doanh nghiệp tin này đưa ra ngay ngày hôm ngày chủ nhật luôn và đã bị coi như là 11 cái ngân hàng này bị thanh tra đột xuất và một số ngân hàng đã bị phạt tiền liên quan đến vi phạm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Bởi vì đó, như Hoàng Vi Thưa, nhiều cuộc biểu tình trong suốt cái thời gian vừa qua, chúng ta không thể ngó lơ được, chúng ta không thể nào phủ nhận và đây cho rằng đây là cái sự chống phá, đây là cái thông tin giả của những cái thế lực phản động ở nước ngoài đưa vô nhằm phá rối cái tình hình về an ninh ở Việt Nam về tình hình tài chính Việt Nam không đó là một sự thật đặc biệt là sau một loạt những cái đại án lớn của như ví dụ như bà chủ tịch uh, uh, tập đoàn Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan nè rồi cả cái ông Phạm Văn Quyết nữa thưa quý vị uh, ông chủ tịch Bamboo đó hàng loạt những nhân vật đại gia mà liên quan đến ngân hàng liên quan đến trái phiếu đã bị bắt như vậy cho nên uh, cái tình hình ngân hàng ở Việt Nam phải nói nó đang có nhiều rủi ro mà theo ngân hàng nhà nước người ta cái tờ này là tờ tiền phong như thưa quý vị, dẫn lại cái cuộc thanh tra 11 ngân hàng. Họ nói rằng á là ngân hàng nhà nước muốn phát hiện và xử phạt những cái hành vi vi phạm và có rủi ro gây nguy cơ à, dẫn đến mất an ninh trong hoạt động bảo đảm cái à, những cái hoạt động trái phiếu cho các doanh nghiệp trong ngân hàng. Đó là câu chuyện như vậy. Và cho đến cuối năm 2022, thưa quý vị, là có một cái con số khá là lớn là 1.200 doanh nghiệp mình liên quan đến bất động sản đã tuyên bố phá sản và kéo theo những cái hoạt động ngân hàng nó rất là lao đao. Và cái ngày 5 tháng 3 vừa qua, nè, có lẽ là vì cái tình hình đó cho nên Việt Nam đã đưa ra được một cái nghị định mới là cho phép những cái công ty, những cái tổ chức tài chính hoặc là doanh nghiệp mà phát hành trái phiếu đó, mà bây giờ mà gặp lao đao không thể nào mà thanh toán cho những cái người nhà đầu tư hay những cái người mà mua trái phiếu đó thì được quyền là lùi lại 2 năm, lùi lại 2 năm rồi mới thanh toán trước cái thực tế đang khó khăn như thế này. Nhưng mà nhiều câu hỏi người ta đặt ra là ủa rồi sau 2 năm sau hai năm rồi vẫn không thanh toán được cho người dân thì sao hay là trong cái nghị định này ngoài cái chuyện lùi 2 năm mà không có tiền để thanh toán cho người mà cầm cái trái phiếu đó đó thì sẽ được thanh toán bằng những cái khoản khác, cấn nợ bằng những cái hình thức khác, miễn sao mà cái 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 hình cái, cái tài sản mà dùng để cấn nợ để trả cho nhà đầu tư á nó được sự đồng thuận của cả hai phía. Thì câu hỏi đặt ra là ví dụ như sau 2 năm công ty đó vẫn không có thể trả nổi hoặc là cái tài sản ví dụ nhà đầu tư người ta đâu có muốn ăn sắt, người ta đâu có muốn ăn thép, ăn đất thì ok tại vì nếu mà lấy được mảnh đất nào đó rồi để đầu tư cũng được nhưng ta không muốn ăn sắt không muốn ăn thép mà bắt người ta ăn thép ăn sắt thì sao thì nhiều người nhận định là cái nghị định mới như thế này mà vừa được đưa ra đó nó chỉ có một cái biện pháp là giúp cho giới tư bản đỏ, giúp cho cái giới ngân hàng, giúp cho giới doanh nghiệp mà thôi chứ nó không có cái ý nghĩa là bảo vệ cho cái nhà đầu tư cho người dân Việt Nam thấp cổ bé họng thưa quý vị. Và tính cho đến cuối tháng 2 đó thì có một cái con số là gần 273.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phải đến lúc đáo hạn rồi. Nhưng mà ngay từ đầu năm thì nhiều doanh nghiệp đã xin khất nợ vì không có khả năng hoàn trả cho nên nói gì thì nói một lần nữa những cái hình ảnh quý vị đang thấy trong màn hình đó trên màn hình đó, của đâu con sót cái đồng tiền nó liền khúc ruột nghe những cái tin về bắp bên như vậy thì người ta đi người ta đòi lại tiền thì đó là một cái diễn biến rất là bình thường chứ không có một cái hành động hay là một cái chủ đích nào chống phá của những cái thế lực thù địch ở nước ngoài hết đó là câu chuyện liên quan tới uh, hệ thống về tài chính về ngân hàng ở việt nam rồi nhưng mà có lẽ là cái sự kiện đó vừa rồi Hoàng Vi thưa đó nó không lớn bằng cái sự kiện của ngân hàng SVB thưa quý vị, ngân hàng SVB phải nói là vô cùng rầm rộ bởi vì những cái gì mà xảy ra ở cái thị trường số 1 về tài chính về kinh tế toàn cầu thưa quý vị, nó sẽ có những cái hiệu ứng nhất định như những cái hiệu ứng domino nó sẽ ảnh hưởng không chỉ ở Mỹ mà cả ở các nơi trên thế giới. Thì uh, quý vị biết không là vào hồi ngay từ hồi đầu tháng 3 này nè thưa quý vị, ông Greg Becker là ông CEO của cái tập đoàn tài chính SVB, SVB Financial Group khi mà ông có mặt ông tham dự một cái sự kiện tại Los Angeles Người ta Bloomberg thuật lại là ông ngồi trên một cái chiếc ghế đỏ của khách mời Rồi hai chân bắt chéo vào nhau Rồi tay một tay thì chỉ lên trời và tự hào Rất là chễm chệ hả để nói rằng chúng tôi tự hào là một cái đối tác tài chính hàng đầu trong cái thời điểm mà nền kinh tế Mỹ khó khăn nhất. Ông nói như vậy trong cái sự kiện Upfront Summit xảy ra diễn ra vào hôm ngày 1 tháng 3. Và một ngày sau đó, cũng cái ông chủ tịch của ngân hàng của cái tập đoàn tài chính SVB Financial Group này đó, thì ngân hàng của ông được vinh danh là ngân hàng của năm nha, tại một sự kiện ở London coi như đây là nó có một cái sự thừa nhận rất lớn ở trong giới ngân hàng. Tự nhiên một cái đùng vào ngày thứ sáu vừa qua, chắc quý vị mà tham có quan tâm đến thị trường tài chính về kinh tế, nhìn thấy một cái thông tin là ngân hàng SCB đã đã bị coi như là phải tuyên bố là phá sản là bởi vì cái cơ quan mà lãnh đạo quản lý ngân hàng trong nước Mỹ á, tuyên bố là sẽ giành quyền kiểm soát cái ngân hàng này và SVB phải bị tuyên bố phá sản bởi vì nó xảy ra hàng loạt những cái sự kiện á, là những cái nhà đầu tư và đa số cB này á, là cái nhà đầu tư chính của họ lên đến 90 phần đó thưa quý vị là những cái công ty startup là công ty khởi nghiệp mà trong cái lĩnh vực và công nghệ đa số là như vậy cho nên đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nhiều người nhận định á, là SCB dẫn đến tình trạng phá sản là bởi vì số tiền gửi của ngân hàng này á nó không có đa dạng, khách hàng nó chỉ có tập trung trong cái giới là về công nghệ mà thôi, cho nên khi mà ngày chính á, họ đồng loạt họ 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 đi ra họ rút tiền một số tiền rất là lớn, SCB không phải là trong cái ngân hàng nó quá lớn ở nước Mỹ. Nhưng mà đây cũng không phải là ngân hàng nhỏ thưa quý vị mà là ngân hàng tầm trung với tài sản là 209 tỷ Mỹ Kim và cái số tiền gửi của khách tính đến cuối năm 2022 là 175 tỷ Mỹ Kim. Thì nó nó nằm ở vào khoảng mid size là cái cỡ trung ngân hàng cỡ trung. Cho nên với cái vụ tuyên bố phá sản vào hôm thứ sáu vừa rồi thực sự đây là một cái sự chấn động đối với cái nền kinh tế và ngân hàng của nước Mỹ và Hoàng Vi xin phép sẽ được trở lại và cập nhật với quý vị những tin tức liên quan đến câu chuyện phá sản của ngân hàng này sở ít phút dành cho thương mại.